Vâng, A Pao cảm ơn quý vị vâng, rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ A Pao. Vâng, mời anh lên đây ạ. Vâng ạ, xin giới thiệu và chia sẻ thêm với quý vị, đó là tên thật của ca sĩ A Pao là Ngô Sĩ Ngọc. Anh sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Giang, nhưng lại có rất nhiều bài hát hay về Hà Tĩnh. Vâng, vậy thì cơ duyên nào mà anh có những cái sáng tác đặc biệt như vậy ạ? Vâng, lời đầu tiên cho phép A Pao xin được gửi tới toàn thể quý khán thính giả đang xem truyền hình Đài Truyền hình Hà Tĩnh và các khán thính giả đang xem trực tiếp ở Đài Truyền hình Hà Tĩnh ngày hôm nay. Cơ duyên nào để cho A Pao có những sáng tác về quê hương Hà Tĩnh, đó là quê hương là chùm khe ngọt, ở đó có bố và mẹ và những người thân của mình, và quê hương xứ Nghệ gắn bó với A Pao với sự vất vả gian lao và rất là vất vả, bởi vì là ở đó có những người thân của mình, và A Pao đã được trải qua những sự vất vả đó, cho nên là những tác phẩm của A Pao viết thường giữ những tình cảm mộc mạc chân chất của những người con xa quê hương và xa bố mẹ, xa gia đình, và trong đó có những như dòng sữa mẹ, lòng sông La và dòng sông Lam, chúng ta đạt được thừa hưởng những cái gì tinh túy nhất của dòng sông quê hương, những kỷ niệm thời ký ức ùa về, cho nên những tình cảm của A Pao thường sáng tác đó là những cảm xúc thật của A Pao xuất phát từ đáy lòng mình. Vâng ạ, đã hát trên nhiều sân khấu lớn nhưng mà đây là lần đầu tiên mà A Pao hát trên một chương trình từ thiện nhân đạo của HTTV. Vậy thì cảm xúc của anh ngay bây giờ là như thế nào? Cảm xúc của A Pao được đứng ở quê hương Hà Tĩnh, được hát cho khán thính giả ở quê hương Hà Tĩnh và tất cả mọi người được nghe ca khúc chính A Pao sáng tác ở mảnh đất quê hương A Pao, cảm xúc rất là xúc động và rất là bồi hồi. Không biết nói gì hơn nữa, A Pao cảm ơn quê hương Hà Tĩnh rất là nhiều đã yêu mến ca khúc của A Pao. Vâng, và trong quá trình mà theo dõi A Pao hát trên sân khấu thì có một quý vị khán giả đã gửi tin nhắn về cho chương trình với lời nhắn là một người có những đóng góp tích cực trong việc lan tỏa hình ảnh quê hương Hà Tĩnh qua những ca khúc, các sự kiện văn hóa du lịch. Vậy thì liệu tới đây thì A Pao có sẵn lòng là sẽ hợp tác với HTTV như là một cầu nối trên hành trình nhân đạo từ thiện được không ạ? Vâng, A Pao rất là mong muốn được kết hợp với Đài Truyền Hà Tĩnh phát hành những MV mới nhất để quay những điểm du lịch của quê hương Hà Tĩnh, hỗ trợ cho quê hương để phát triển du lịch cho bà con có một cuộc sống thật là ấm no và hạnh phúc, giúp cho bà con có nguồn thu nhập từ du lịch để Hà Tĩnh càng ngày càng phát triển bền vững. Vâng, A Pao, thưa anh là khi mà nhắc đến A Pao thì người ta thường nghĩ ngay đến là bộ đồ và một cây sáo đeo trên lưng như thế này. Vậy thì anh có thể cho mọi người biết là cây sáo này tên là gì được không ạ? Chiếc sáo của A Pao đang đeo đó là chiếc sáo, sáo Mông của người vùng cao Hà Giang. Vâng, anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là vì sao anh lại đeo cây sáo này ạ? Vâng, chiếc sáo này đã theo A Pao đến nay là đã hơn 15 năm, cho nên chiếc sáo Mông đi theo A Pao cũng chính là người bạn thân nhất của A Pao khi lên nương hay xuống chợ, hay là những khi mà A Pao đi biểu diễn ở đâu đó thì A Pao thường mang theo người, đó là một người bạn thân nhất của A Pao. Vâng ạ, bây giờ thì anh có thể thổi một giai điệu cho tất cả quý vị khán thính giả cùng thưởng thức được không ạ? Vâng, A Pao sẵn lòng gửi tới cho cả nhà những bản sáo Mông vùng cao, những chàng trai, cô gái mừng người Mông thường gửi những tình cảm sâu lắng, họ gửi những tình yêu thương qua những bản sáo Mông. Và sau đây A Pao xin phép được gửi tới cả nhà bản sáo Hồn Đá, gửi gắm những tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao Hà Giang. Thank you.
Vâng, A Báo cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho A Báo rất là nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ A Báo. Và hy vọng với nguồn cảm hứng đặc biệt thì tới đây thì A Báo sẽ có thêm thật nhiều những ca khúc hay về đất và người Hà Tĩnh, cũng như là đóng vai trò như là một cầu nối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện nói chung và của chương trình Vòng tay nhân ái HTTV nói riêng.